Khi mà tôi cà phê với cả Nguyễn Thanh Bình và Phạm Thanh Hà và ca sĩ Đoàn Thùy Trang thì họ cho tôi nghe một cái bản nhạc có những cái hơi hướng dân tộc, ví dụ như đàn nhị, đàn bầu. Sau khi tôi viết ca khúc này cùng với phần hòa âm của nhạc sĩ Thanh Bình thì nó tạo ra một ca khúc vừa hiện đại mà lại mang âm hưởng dân tộc nhưng cũng rất dễ nghe và cảm nhận. Tôi thấy là có rất nhiều những bài hát họ lồng tiếng Anh, tiếng Hàn. Ví dụ như các bài hát của HKT, họ dùng những cái câu tiếng Hàn như là Sara Heyo, rồi là các cái bài hát tiếng Anh họ nói những cái câu như là Baby I Love You rồi đủ các thứ, thì tại sao chúng ta không sử dụng những cái tiếng của người dân tộc, bởi vì những cái tiếng đấy nghe nó cũng rất vui tai. Và đạo diễn Trương Quang Huy có gợi ý lấy một cái câu bằng tiếng dân tộc để làm cái điểm nhấn cho ca khúc. Và cũng rất là thú vị, họ đã nghĩ ra một cái câu tiếng Thái là Ai mặc nọ ngoài lai. Qua cái sự giúp đỡ của một người bạn gốc Thái của chúng tôi thì có lựa chọn ra một cái câu đó là Ai mặc nọ lai lai, có nghĩa là anh yêu em nhiều lắm. Kinder Production từ lâu đã là một đơn vị mà rất là hứng thú với những cái dự án mang tính dân tộc và có những cái nét văn hóa của dân tộc trong đấy. Ví dụ như là Hồng Gươm Sáng Sớm, rồi là một vài những cái dự án Khát vọng Thăng Long, Ký sự và rất là nhiều những cái dự án khác mà mang tính dân tộc và văn hóa Việt Nam trong đấy. Sau khi nghe demo từ chị Trang, tôi cảm thấy rất thú vị. Ngược lại, nó cũng cho tôi một cái thử thách rất là lớn là làm sao tôi có thể rap được trên một nền beat vừa hiện đại, trẻ trung, lại vừa mang âm hưởng rất là dân tộc. Tôi đã nghĩ ra cái ý tưởng là tại sao chúng ta không làm một cái MV nó khác hẳn so với cả các MV khác thị trường bây giờ. Thậm chí nó phải khác cả những cái MV hay là những cái chương trình âm nhạc dân tộc mà chúng ta đã xem rất là nhiều trên TV. Và tôi nghĩ là nếu mà cho người nhìn ngược đánh nhạc dân tộc thì nó sẽ là một sự kết hợp rất là thú vị. Và ngay sau đó thì tôi đã nghĩ ra cái ý tưởng là chúng ta phải đi lên vùng cao và tìm người dân tộc và đóng giả dân tộc trong cái MV đấy. Thì từ đó cái ý tưởng tiên là bắt đầu. Quá trình thực hiện MV, chúng tôi phải đến một nơi rất là xa, đó là Mộc Châu, Sơn La. Đó cũng là cái khoảng thời gian lạnh nhất trong đợt lạnh miền Bắc. Cái quá trình ghi hình của MV Tình Yêu Một Nắng thì nó là một cái mà khá là thần kỳ đối với ekip Tìm Ninja Production. Những cái thiết bị của chúng tôi thì nó không có nhiều. Chúng tôi đã cố gắng vận chuyển nó vào tận sâu trong bản nhưng không vào được, bởi vì những cái đường mà đi vào bản nó rất là nhỏ. Và chúng tôi đã phải thuê hẳn một cái con trâu và một cái xe kéo. Cái con trâu đấy vô tình đã trở thành xe sản xuất của đoàn phim. Đây là một cái sự trải nghiệm cực kỳ thú vị đối với những người làm phim trẻ của chúng tôi. Cái MV này thì tôi cũng không muốn tạo ra cho nó một cái ý tưởng nó quá là lê thê hay là quá là mùi mẫn hay là quá là tình yêu hay là tình cảm, mà cái MV này tôi muốn tạo ra cho nó một cái không khí là ấm cúng, mọi người ta không bị những cái xô bồ bon chen của xã hội tác động vào, và họ có một cái thế giới riêng, họ có những cái buổi party riêng và họ sống với nhau rất là tình cảm. Tất cả chỉ gói gọn trong một khung cảnh một cái nhà sàn. Chắc không ngờ là cái gian bếp của hai bác lại tạo một cái trường quay tuyệt vời như thế. Trong khi quay thì Trang đã bị rất là nhiều khói bụi bay vào mắt, nhưng cuối cùng thì cũng đã khắc phục được và thực hiện tốt các cảnh quay mà anh Triệu Quang Huy yêu cầu. Cũng rất là may mắn là trên Mộc Châu thì những cái con người trên đấy họ rất là hiền hòa, họ rất là tạo điều kiện, và chúng tôi hoàn toàn không gặp bất kỳ một trở ngại gì khi mà ghi hình. Chỉ có một điều trắc trở duy nhất, đó chính là thời tiết. Đó là những khoảng thời gian rất lạnh vào mùa đông. Tôi nhớ vào lúc 6 giờ sáng tôi phải dậy và quay cảnh quay đầu tiên. Khi đó thì tôi phải mặc một cái áo trắng phông, thậm chí là còn rách. Và một thời tiết ở đó lúc đó thì chỉ vào khoảng 8 đến 10 độ C. Cảnh quay cuối cùng của Trang được thực hiện trên đồi chè vào một buổi chiều tối. Lúc đó thì sương xuống rất là nhiều và nhiệt độ lúc đó chắc khoảng 7-8 độ C. Trang phục diễn của Trang là một cái áo rất là mỏng và Trang cảm thấy rất là lạnh. Nhưng theo yêu cầu của anh Huy thì Trang vẫn phải cười và hát thật là tươi. Và cuối cùng cũng đã có những cảnh quay ở mình. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy những cái giọt nước mưa nó bám lên trên cái ống kính của máy quay. Và ở một cái độ rét như vậy thì tôi nghĩ là Trang đã làm được một công việc rất tốt trong việc làm diễn viên. Và vẫn cười nói, vẫn diễn. Tôi nhìn thấy một cái sự quyết tâm và nghiêm túc từ một cái ca sĩ mới như vậy, và cái điều đấy nó làm động lực cho chúng tôi cố gắng hoàn thành cái MV này một cách tốt nhất.
Công đoạn hậu kỳ của MV này thì cũng là một trong những cái điều mà rất là mệt khi ra production, bởi vì sản xuất xa thì chúng tôi không thể mang đi quá nhiều đèn và thiết bị khác, thì bù lại những cái công đoạn hậu kỳ nó sẽ phải được làm thật là kỹ lưỡng. Và cái MV này tôi đã dựng và chỉnh màu nó đến 4 lần, từng shot một, để nó cho ra một cái không khí, một cái style màu sắc, một cái xu hướng mỹ thuật như các bạn nhìn thấy trên sản phẩm cuối. Và cá nhân tôi thì tôi cảm thấy rất là hài lòng với cả cái sự lựa chọn như vậy. Tôi muốn tạo ra một không khí nó không sáng sủa như là các cái MV hay là những cái video quảng bá du lịch khác hay những cái hình ảnh khác của Mộc Châu. Tôi muốn nó có một cái gì đấy chút mù mịt, hơi sương mù và hơi tối tối. Thực ra thì đấy nó cũng là gu của cá nhân và nó cũng là cái style hình ảnh chung của phim Ninja Production chúng tôi theo đuổi từ rất nhiều năm nay. Trong cái quá trình mà chuẩn bị ý tưởng thời trang thì tôi đã kết hợp với cả stylist Travis Nguyễn, và Travis đã đưa ra một số những cái quan điểm về thời trang, ví dụ như anh ta muốn cho cái style bohemian của châu Âu và trong đấy để kết hợp với những cái thiên nhiên Mộc Châu. Sau một thời gian cân nhắc, tôi đã nghĩ là Travis nên thể dùng những cái quần áo bản xứ, bởi vì những cái màu sắc đấy nó là những cái rất là hay. Vì những cái bohemian rồi tất cả những cái tây hóa chụp ở ngoài thiên nhiên thì đã có rất nhiều người khác làm rồi. Theo cái yêu cầu của tôi muốn cái MV này nó là một party của tất cả các dân tộc Việt Nam. Và riêng rapper Big Daddy thì tôi đã lấy nguồn cảm hứng từ các rapper của Mỹ như là Snoop Dogg và Eminem và một số những cái rapper khác mà tôi muốn tạo ra cho Big Daddy một cái style rất là pimp, tức là nói theo cái tiếng dân dã của chúng ta thì nhìn nó có cái gì đấy chơi chơi và khá là khệ. Cả stylist lẫn đạo diễn tạo hình cho tôi đó là một trang phục mà tôi cảm thấy rất là thú vị và bắt mắt. Tôi đã có một chiếc áo lông và trang phục đó là trang phục tôi lúc tôi xuất hiện và rap, và nó cũng thật sự là đúng là cái văn hóa của rapper hip hop ở trong đấy. Điều nữa khiến tôi rất là ấn tượng đó chính là máy cày. Tôi đã có một trải nghiệm nhỏ với máy cày. Khi tôi đã được tập máy cày đầu tiên thì tôi cảm thấy rất là bàng hoàng, nhưng sau một buổi chiều tôi đã có thể lái tốt và tôi rất hứng thú khi được lái máy cày. Và MV này thì tôi làm theo một cái dạng là tôi khai thác nhiều những cái tâm tư cá tính của nhân vật. Tôi đã quay rất là nhiều những cái biểu cảm, trạng thái. Và nhiều khi không cần là phải có những hành động gì cụ thể, chỉ cần có những cái nét mặt, những cái ánh mắt, những cái hành động quay chậm, slow motion, nhìn vào ống kính, nó cũng sẽ tạo ra được những hiệu ứng đặc biệt, xây dựng hình ảnh của ca sĩ và rapper nó có cái style của cá tính hơn. Chúng tôi làm cái bài hát này không phải chỉ để nói với dân tộc Thái hay dân tộc Tây, mà nó đại khái là nó là một cái MV mà nó kết hợp tất cả các cái dân tộc khác vào, và để nó có một cái cuộc chơi tổng thể hơn cho tất cả những người dân tộc. Ban ngày họ làm việc như những công dân bình thường, người thì đi làm đồng áng, người thì đi làm thợ sửa máy, nhưng đến cuối ngày họ vẫn có thể quay về bản họ và giao lưu, tụ tập và party, uống rượu cần rồi ăn thịt nướng, và đấy chính là cái sự ấm cúng, sự đầm ấm của họ. Không gian Mộc Châu thì có rất nhiều những không gian đẹp, nhưng chúng tôi đã cân nhắc rất là kỹ những hình ảnh để cho vào MV. Như tôi đã nói ở trên là tôi không muốn nó trở thành một cái MV chào mừng một cái lễ hội, hay một cái MV dựa vào một cái sự kiện nào đấy, hay là một cái MV nó mang tính quảng bá du lịch. Cái MV này nó sẽ trở thành một cái tác phẩm của riêng cá nhân tôi và của ca sĩ Đoàn Thùy Trang, và nó sẽ có những cái dấu ấn riêng của nó, nó sẽ không giống bất kỳ một gì khác. Thì cuối cùng thì MV của nó đã hoàn thành và nó được cộng đồng mạng và báo chí đón nhận rất là tích cực, thì đấy nó cũng là một cái điều mà rất là khích lệ cho ekip.